could be us. So back to what I was saying. Could, be us. Vợ cũ bằng kiều đăng hình ảnh mới nhất của ca sĩ Hoàng Vũ cầu xin một điều. Vợ cũ bằng kiều đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của ca sĩ Hoàng Vũ trong bệnh viện và cầu xin mọi người một điều. Vào tối ngày 21 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện thông tin ca sĩ Hoàng Vũ qua đời khiến nhiều người bàng hoàng xót xa một số nghệ sĩ cũng bị thông tin giả mạo lừa nên đã chia sẻ về trang cá nhân của mình trước sự hoang mang của người hâm mộ đồng nghiệp ở xa vợ cũ bằng kiều ca sĩ tris phương trinh đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của ca sĩ hoàng vũ đang nằm trong bệnh viện chờ được phẫu thuật nữ ca sĩ cũng cầu xin mọi người đừng đưa tin sai lệch chưa kiểm chứng ca sĩ đang điều trị tại bệnh viện và em ấy vẫn ổn xin mọi người đừng đăng tin sai lệch khi chưa kiểm chứng chị Bích Phương mẹ của ca Sim luôn túc trực bên Sim để lo cho con. Chị gửi lời cảm ơn đến các anh em nghệ sĩ, giới báo chí truyền thông và khán giả đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của Sim. Chị cho biết hiện giờ Sim đang được các bác sĩ chăm sóc rất tốt, đã bớt đau và đang tập nói. Hiện giờ Sim đang chờ lịch phẫu thuật ghép xương hàm. Chính ca Sim Hoàng Vũ cũng ngay lập tức lên tiếng khi tiếp nhận thông tin về mình. Nam ca sĩ viết, thông báo là em khỏe lắm, có thể ăn hết được một con voi. Tại ở bệnh viện ngủ ngon quá, chưa muốn về. Có người chăm sóc mỗi ngày nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút. Lịch mổ thì chắc tháng sau vì bác sĩ phải đợi một số đồ order gửi về để phẫu thuật hàm. Mọi người đừng lo nha, tại đang muốn nghỉ ngơi nên ca sim làm biếng lên Facebook mà thôi. Nam nghệ sĩ chia sẻ. Rất nhiều người chúc cho ca sim Hoàng Vũ sớm khỏe mạnh, ca phẫu thuật sắp tới thành công. Ca sim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng nam ca sĩ nổi tiếng sau khi đoạt giải ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai Điệp Hèn 2004. Ca sĩ Hoàng Vũ sang Mỹ định cư hơn thập kỷ qua. Vài năm gần đây, nam ca sĩ phải đối mặt với bệnh viêm xương hàm khiến khuôn mặt bị biến dạng.